rồi. Một mình thôi nhầm như chút giữ âm lặng. Hey, yeah, hey. Ngày tháng tôi đã lao theo mỗi giấc mơ cuộc đời. Thật là bao hay những lần giả dối, lời chê bai hay những chuyện thành. Tìm niềm vui bên tai sự hào nhoáng, tìm thành công thay cho hạnh phúc mỗi đêm về. Dù mai đây dù có xa hoa vẫn luôn âu sầu loanh quanh, còn lắm lo toan dẫu cho mình cũng giống như bao người cũng vẫn mong ngày thành thơi. Đừng lo chi hạnh phúc vẫn đây mỗi khi ta cười. Mai kia đường phố xanh sao bước chân đi ngang lối về. Có cần tôi bonus thêm á thì nói tôi cho. Dạ, tùy chị. Kìa em, em đang có bầu mà cái áo eo nhỏ xíu vậy liệu mặc có ổn không? Anh, dáng của em á còn đẹp quá trời. Tranh thủ lúc mà con chưa lớn thì anh cứ cho em làm đẹp đi. Anh chiều em đi nha. Thôi, ý em là ý trời. Nhiều vậy dạ, em? Dạ, của anh là 8,2 triệu. Dạ đây. Ở đây á cũng chỉ có mấy bộ đồ coi được thôi, còn lại toàn là đồ rẻ tiền. Dạ. Ê, cho anh gửi em. Khỏi dạ. Thối, khỏi thối em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ như vậy là đủ rồi. Dạ đây. Ngày khác anh chị lại ghé nha. Sếp em hàng mới về liên tục à. Ừ. Dạ. Chị đi nha chị. Đi. Chào em. Trời, chê đồ sếp người ta rẻ tiền mà mua cho một đống. Vậy ai rẻ tiền biết liền à. Tôi đã nói rồi đó. Giờ ý cô làm sao? Tôi đã nói với anh từ lâu rồi. Chỉ có anh là bây giờ mới nói với tôi thôi. Tại vì tôi đang cần tiền. Nếu không, đừng hòng tôi làm ba cái trò bẩn thỉu như vậy. Anh đừng có cao ngạo ngớ ngẩn như vậy nữa được không? Chẳng qua là chúng ta đã vớ được một con mồi bự thiệt bự. Anh cứ thoải mái mà tận hưởng đi anh trai. Anh phát không giàu như cô nghĩ đâu. Cô nên biết điểm dừng. Anh ấy còn có gia đình của anh nữa. Lần nào nói về chuyện kiếm tiền thì anh cũng giáo huấn tôi. Nhưng mà thật ra thì anh cũng đâu có hơn gì tôi. Đẳng cấp của tôi khác với cô. Anh cứ thừa nhận cuộc đời anh đang đen đi. Dù sao mất giấy tờ, mất điện thoại, mất quá trời như vậy luôn cũng là do cái đường ăn ở của mình thôi. Chẳng qua đó là sự cố không may. Tôi luôn tâm niệm nhân định thắng thiên. Tôi tin là con người nhất định sẽ thắng ý trời nếu như nỗ lực hết mình, cố gắng làm việc không ngừng nghỉ. Với tài năng có sẵn như tôi thì chẳng mấy chốc sẽ làm lớn, làm giàu thôi. Còn việc tôi với cô hợp tác chỉ là tạm thời. Số tiền đó coi như tôi mượn của anh Phát. Sau này có tôi sẽ trả lại. Chứ không giống như cô, sẵn sàng coi tiền của người khác như tiền của mình
tiêu xài một cách phung phí. Suy cho cùng, con gái cũng là vậy thôi. Nói thiệt nha, tôi chẳng để bụng đến những gì anh nói. Nếu như mà tôi để bụng thì tôi đã cho anh một cái tát rồi. Nhưng thôi, chúng ta cùng hàng cả, chấp nhau làm gì. Thôi, dậy nha anh trai. Có gì á thì gọi cho tôi. Mà tôi cũng nhắc cho anh nhớ, đã diễn á thì diễn cho sâu, đừng có làm hư chuyện. Anh cũng không có đẹp mặt gì hơn đâu. Alo, con nghe nè ba. Alo hả con? Con khỏe không? Dạ, con khỏe. Ba gọi con có chuyện gì không? Lũ à, có chuyện này nè con. Ba định giấu con, nhưng mà đến nước này ba phải nói thiệt cho con biết. Ba rất là mong con giúp ba đó nghe. Dạ. Sợ nhất là có trộm. Mình hô trộm là kiểu gì bà cũng mua cái điện thoại ra. Ăn trộm. Cái gì vậy? Trộm hả? Trộm bà ơi. Lẹ đi, nó chạy đây nè. Trộm. Ăn trộm đâu? Trộm đâu? Đâu rồi ta? Kỳ vậy? Thank you.
Trộm đâu mà ăn trộm. Sao ổng nằm đây? Ủa, hồi nãy hình như mình đi ra, mình không thấy ổng nằm đây. Chắc ổng đi toilet rồi. Xong phim. Trời, đau quá. Trời ơi em ơi, em sao vậy? Anh ơi, em đau quá. Đau sao? Chắc là em chết luôn. Trời, nói tầm bậy tầm bạ không à. Thôi được rồi, đi bệnh viện nha, đi bệnh viện nha. Em không đi bệnh viện đâu, anh đời đang đi mua thuốc cho em rồi. Đau quá. Tại sao không gọi cho anh? Lúc nào cũng trần đời hết. Tại vì em thấy anh bận công việc nhiều, em không có muốn làm phiền anh. Trời ơi vậy hả? Trời ơi thương quá à. Anh thôi ơi. Thôi được rồi, nghe lời anh đi bệnh viện đi nha. Thôi em không đi bệnh viện đâu. Mẹ con em là cả sự ưu tiên của anh. Mẹ con em là cả nguồn sống của anh. Có chuyện gì á cứ việc gọi cho anh, đừng gọi cho thằng đó. Anh không muốn thấy cái bản mặt thằng đó bên cạnh em. Anh ơi em đau quá. Được rồi thôi được rồi, đi bệnh viện đi. Thôi em không đi đâu. Trời ơi em không thấy thương con của mình hả? Anh ơi. Hả? Em đang cần tiền, em rất cần tiền luôn đó anh. Trời ơi có cái gì đâu, cần tiền thì nói anh đưa, có bao nhiêu vậy? Em cần 50 triệu. Có 50 triệu mà em. Hả? Em bệnh gì mà cần tới 50 triệu dữ vậy? Anh coi đi. Coi gì? Từ lúc em mang thai con của anh, bao nhiêu là vất vả, bao nhiêu là áp lực. Từ lúc mang thai, nhan sắc của em thì phai tàn, cuộc sống của em thì đảo lộn hết. Em không có đi làm nên em đâu có tiền. Nếu mà anh không thương em với con á thì anh đi về đi. Thôi, không có. Thôi. Anh thương mẹ con em mà. Không, em không đi bệnh viện đâu. Được rồi mà. Từ từ tiền rồi anh tính sao. Chào sếp. Hả? Báo cáo với sếp là em đã mua thuốc được cho cô Kim rồi. Anh ơi. Đây. Cậu đi về đi. Em đâu. Dạ. Thưa sếp em về. Em nghe nè, rồi uống thuốc đi ha, rồi có gì á mình đi bệnh viện ha nha. Mà em đau quá. Thưa sếp. Hả? Cái gì nữa? Dạ có chuyện này em muốn báo cáo với sếp. Vụ gì anh? Dạ thưa sếp, hiện tại cô Kim đang rất cần tiền. Cô Kim có hỏi mượn tiền em, nhưng mà tại vì em mới vừa mất chiếc xe. Em đang gom tiền để mua chiếc xe mới, bởi vậy em mới không có cho cô Kim mượn tiền được. Có gì sếp tự lo nha. Cô Kim, nếu như cô Kim muốn vào bệnh viện thì cứ báo cáo với sếp nha. Thưa sếp, thưa cô Kim, em về. Anh ơi, em đau bụng quá. Anh đây. Trời ơi, anh biết rồi. Thôi nghe lời anh đi bệnh viện ha. Rồi tiền bạc gì anh sẽ chi cho. Chỉ cần mẹ coi mạnh khỏe là anh vui rồi. Nghe lời anh ha. Nha. Anh hứa với em rồi đó nha. Anh hứa. Anh ơi, tự nhiên á hả, em thấy bớt đau hẳn luôn á. Em thấy không có cần đi bệnh viện đâu. Với lại tốn kém thêm tiền bạc của anh, em đau lòng lắm. Trời ơi, xúc động quá. Tiết kiệm giùm cho anh nữa hả? Giờ em ăn gì anh mua cho, rồi chiều anh đưa tiền cho nha. Nhớ, phải biết chăm sóc tốt bản thân mình, giữ gìn sức khỏe nữa nghe không? Em mà khỏe mạnh á là anh vui lắm rồi. Thương quá. Trời ơi, em thương anh quá. 50 triệu. Trời ơi. Mì, sáng mì, trưa mì, tối cũng mì, ngủ nằm mơ cũng mì. Trời đất ơi. Ý, lụ. Sao anh ăn mì hoài vậy? Đây anh cầm cho. Sao em đến đây không nói anh tiếng nào vậy? Phải qua bất thình lình mới thấy anh ăn mì nè. Gì đâu mà không biết chăm sóc cho bản thân mình với trơn. Anh chăm sóc để làm gì? Sau này lấy em về rồi, em sẽ là người chăm sóc cho anh. Bị ảo tưởng với ban ngày hả? Em sẽ không bao giờ lấy anh đâu. Đem trái cây với lại cơm qua cho anh nè. Ăn đi, ăn mì hoài nóng lắm. Lụ, em không chịu lấy anh.
Sao em tốt với anh quá vậy? Tại anh mới gặp xui, mất xe, mất điện thoại, mất giấy tờ, cho nên mới đem qua cho anh thôi. Ăn đi. Dạ. Anh làm gì vậy? Anh muốn hôn em. Hùng. Khùng. Tán không thấy đau, mà sao chỉ toàn thấy hạnh phúc không vậy? Anh ăn rồi. Nhìn em gần anh mới thấy em quá đẹp luôn á. Tại sao toàn nói những chuyện hiển nhiên vậy? Alo, gọi tôi có gì không cô Kim? Kim gọi cho nó làm cái gì mà nghe mờ ám dữ vậy ta? Rồi rồi rồi, 30 phút nữa ở công viên Gia Định. Sao cô liều vậy hả? Sao không gặp chỗ kín đáo chút? Anh yên tâm đi, ở đây chẳng có ai thấy đâu mà lo. Nè, đây là phần của anh. Ủa, tại sao có 20 triệu vậy? Tôi với cô đã thống nhất với nhau, giao kèo là 50-50 mà. Cô quên rồi hả? Thì anh cũng phải cho tôi 5 triệu tiền phấn, tiền son của tôi nữa chứ. Gì kỳ vậy? Nè, cô chưa từng nghe mất chữ tính là mất hết tất cả sao? Anh có phải là đàn ông không vậy? Nhưng nhìn phụ nữ một chút thì có làm sao? Thôi được rồi, lần này thôi nha. Nhưng mà cái chiêu giả bầu của cô á, tôi thấy coi bộ càng lúc là càng dễ bị phát hiện đó nha. Tôi diễn tốt quá mà. Cô diễn tốt quá. Tốt đến mức độ chỉ mới ngày đầu thôi là tôi đã nghi ngờ cô rồi. Cô nghĩ sao có bầu? Nhìn mặt cô kìa, trang điểm lòe loẹt, mang giày cao gót, mặc đồ bó nữa, còn đi đứng nhìn như gái 18 vậy. Ông Phát sẽ sớm phát hiện ra cô. Thì tôi sẽ tiết chế bớt lại. Nhưng mà kế hoạch sắp tới của chúng ta là gì? Cô lắm mưu nhiều kế hơn tôi mà, cô hỏi tôi làm gì? Cô tiếp xúc với anh Phát theo cách của cô thì cô tự biết mình phải làm như thế nào. Thôi được, nhưng lần này tôi cần anh tung hứng với tôi nhiều hơn, diễn cho sâu hơn. Lần trước anh diễn á còn gượng gạo lắm. Anh Phát nhìn chung thấy cũng dễ dãi, nhưng nếu mà để anh ta phát hiện ra thì cũng làm căng lắm đó. Cô có vẻ hiểu sếp tôi hơn tôi nghĩ đó. Trời ơi, tôi nhìn cái mặt bà tôi quải lắm luôn á. Đi về đi bà.
Chán quá. Ê, có khi nào á mà bà vui đâu, lúc nào bà cũng chán mà. Cha tôi nghĩ ở shop quá. Sao vậy? Chuyện gì? Thiệt tình luôn á. Đi làm ở shop á, gặp mấy con quỷ khách hàng điên điên khùng khùng. Nhớ hoài quỷ khách hôm nay. Trời ơi, thấy mà ghét. Bà giữ như quỷ, bà sợ con nào? Con này nó khùng hơn tôi nhiều. Bà nghĩ coi, nó vô shop tôi nó lựa cho một đống đồ á, xong kêu trả tiền. Đừng quên bóp tiền. Hả? Trời ơi, còn kêu cho nợ nữa chứ. Hên á là có bà chủ ra, chứ không là tôi với nó tay đôi với nhau rồi. Trời, có chuyện đó nữa hả? Ừ, mà ghê lắm nha. Qua ngày hôm sau, dắt thêm một ông già tới. Cái kiểu bộ của nó hay bạn trai của nó, bà hiểu không? Lựa quá trời lựa, ông này trả tiền. Nhưng mà tôi biết, cái ý sâu xa của nó là nó muốn chứng minh cho tôi thấy nè, thấy chưa? Mày chỉ là con bán hàng thôi. Còn tao nè, tao là người có người bao tao nè, mày thấy chưa? Ý là vậy á. Tôi nghĩ là con này không phải dạng vừa đâu. Mai mốt coi chừng á, bà gặp lại nó nữa đó. Giống như kiểu quan gia ngõ hẹp á hả? Ừ. Gặp mấy con đó, tôi không khùng tôi cũng chết sớm nữa. Vấn đề đau nhất ở đây á, làm nhân viên bán hàng chán lắm. Lương 3 cọc 3 đồng, đã vậy gặp bà chủ khó tính nữa. Kỳ này chắc tôi nghỉ quá. Ừ, thì tùy bà mà. Tôi đã thấy tôi tội rồi. Ông đời còn tội hơn nữa. Cái gì đâu mà dạo này bị cướp hoài à. Tôi cũng không giúp gì được cho ảnh hết. Tôi thấy bà với ổng khổ y chang nhau à. Không chừng Thắng nói đúng á. Nói gì mà đúng? Lỗi là do cái số hết bà. Làm việc không lo làm việc, suốt ngày chơi game. Sếp mà biết là la cho đó. Em nhớ không có lầm, là em và anh nghỉ chơi nhau lâu lắm rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn là đồng nghiệp mà. Tài sản thì mất hết, vậy mà đứng đây kêu người khác. Tất cả là do ăn ở thôi. Alo, công ty giao nhận hàng thập cẩm xin nghe. Dạ, em biết rồi, dạ em cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn chị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của công ty giao nhận hàng thập cẩm chúng em. Dạ dạ, bye bye. Yeah. Trúng mánh rồi, lần này sếp mình có tiền nhiều rồi. Vào báo cho sếp biết mới được. Sếp. Sếp à, sếp đừng căng thẳng nữa. Em mới có một đơn hàng rất lớn. Khách hàng họ nói chỉ cần chuyến hàng này mà trót lọt, bao nhiêu tiền họ cũng trả cho mình hết. Sếp xem xét rồi coi mình nên lấy bao nhiêu tiền sếp. Sếp à, lần này em đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chắc chắn chuyến hàng này mà vào tay em sẽ làm cho chót lọt hết. Sẽ đem về một số vốn lớn cho công ty, chứ không phải như thằng Thắng cứ làm ba cái đơn hàng cỏn con. Nó làm sao mà nửa tháng qua doanh thu khiến cho sếp phải căng thẳng và đau đầu đến như vậy. Sếp ơi, hãy giải tỏa đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tối nay em sẽ mời sếp nhậu. Ok. Ra ngoài cho tôi. Ra ngoài. Hả? Đồ phản phúc. Sếp. Quân phản trắc. Cậu tưởng là cậu qua mặt được tôi hả? Cậu cấu kết với con đàn bà xấu xa đó để lừa gạt tôi phải không? Cậu có biết là tôi khao khát một đứa con trai như thế nào không? Vì bà vợ sư tử ở nhà tôi không sanh cho tôi được một đứa con trai. Trong lúc
cô Kim đang cho tôi được một niềm vui. Thì các người hùa nhau lừa gạt tôi, còn đòi tống tiền tôi nữa. Bây giờ cậu muốn vào tù bốc lịch hay là đợi tôi tống ra ngoài hả? Sếp biết hết rồi hả? Có cái quái gì mà qua mặt được tôi? Sếp ơi, mọi chuyện không phải như sếp nghĩ đâu. Hóa ra nào giờ tôi chỉ là nuôi ông tay áo mà. Sếp ơi, sếp nghe em nói nè, chuyện không phải là vậy đâu. Nó im đi. Đúng là cậu không có cái gì hết, chỉ được mỗi cái miệng là giỏi à. Cậu nên nhớ, phúc cũng từ miệng ra, mà họa cũng từ miệng ra đó. Kể từ bây giờ, cậu chính thức bị đuổi việc. Tôi và cậu chấm dứt ở đây. Sếp và ơi, cô Kim không liên quan gì tới tôi nữa. Sếp nghe em nói nè sếp. Đi ra ngoài, cút ra cho tôi. Cút. Anh đời, sao anh nhìn có vẻ tâm trạng quá vậy? Còn hẹn tôi ra đây nè, hay là anh có kế hoạch gì mới hả? Tất cả cũng tại cô. Tại cô mà tôi ra nông nổi này. Tôi có thể mất tất cả, nhưng mà danh dự tôi không thể nào mất được. Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi và cái danh dự quèn của anh không có liên quan gì đến nhau hết. Tôi nói cho cô biết, anh Phát đã biết hết tất cả. Cái gì? Làm sao mà ông ta biết được chứ? Bữa trước tôi với cô gặp nhau, ông đã đi theo. Trời ơi, vậy là coi như toi hết rồi đó. Tất cả cũng tại cô. Chính cô đã gài tôi vào trong. Chính cô đã bắt tôi diễn sâu vào. Đối với cô, không có thằng này có thằng khác. Còn đối với tôi, sự nghiệp tôi phấn đấu cả đời. Vì cô mà tôi đổ sông đổ biển hết rồi. Còn anh, anh là thằng tôi. Tất cả kết thúc ở đây đi. Alo, tôi nghe nè Thắng. Chị ơi, anh đòi anh bị đuổi việc rồi. Cái gì? Anh đòi lại bị đuổi nữa hả? Dạ. Trời ơi. Cậu không được ở đây nữa, thiếu nợ gia dư đĩa. Tiền phòng tháng này á, tôi cho cậu luôn. Tôi với cậu á, chấm dứt từ đây. Sao ai cũng nói từ chấm dứt với mình hết vậy? Được rồi. Ừ.
Nếu kết giao, thỉnh chân thành. Nếu rời đi, thỉnh dứt khoát. Giờ chỉ còn mình em thôi, chỉ còn một mình em thôi. Em nghe nè. Alo, anh muốn gặp em, chỉ một mình em thôi. Ở đâu? Chỗ cũ nha. 20 phút nữa em tới. Ừ. Lộ. Đây là lần đầu tiên anh hẹn em mà anh đúng giờ ha. Em có chuyện không vui hả? Hay em mệt? Nhìn sắc mặt em không được tốt. Anh cũng nhận ra được điều đó nữa hả? Tôi mệt. Tôi rất mệt, mệt chết đi được. Mà tôi mệt vì anh đó, anh có hiểu không? Tại sao anh có thể lấy tình cảm của người khác làm trò đùa như vậy, hả? Anh đúng là con người ích kỷ, cái đồ xấu xa mà. Sao em lại chửi xối xả vô mặt anh vậy? Anh còn giả bộ ngây thơ với tôi nữa hả? Cái con nhỏ mà đi kiếm chuyện với tôi á, quá ra là con bồ mà anh kiêm nhiệm cho ông sếp của anh. Mà ai biết được, lửa cần rơm lâu ngày cũng bén à. Anh lợi dụng sự quan tâm của tôi để đi với con khác như vậy đó hả? Nhân cách của anh để ở đâu? Mà còn tống tiền sếp anh nữa. Tôi không nghĩ tôi quen một người hai mặt hèn hạ như anh đó. Em à, chuyện này anh bị hại. Anh thôi đi. Lúc nào anh cũng nói như vậy hết. Kể từ ngày hôm nay, tôi không muốn gặp anh nữa. Kết thúc ở đây đi, anh hiểu chưa? Trả hết nợ rồi, cắt duyên luôn đi. Tôi với anh không có liên quan gì nữa hết. Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Lũ à, Lũ. Lũ, nghe nói đi Lũ. Lũ. Anh đừng có theo tôi nữa. Lũ. Lũ. Sao ai cũng hất hủi tôi vậy nè. Trời ơi là trời. Khi tôi sinh ra mà anh đợi. Ra ngoài sông không mát hả anh? Trời ơi trời. Qua bao nhiêu năm không đổi thay. Bé. Lúc rồi em bé nè anh. Trời ơi với người. Sao mỗi lần tôi đau khổ tột cùng là tôi gặp mày vậy bé? Nữa hả? Trời ơi anh mở cái nhạc. Mày đi chỗ khác. Mày đây tao quýnh mày đó. Em đi bán đó. Đi. Trời ơi. Đánh em đâu bây giờ. Quay giống đó. Người nghèo. Sao tôi khổ gì đây trời. Tôi say mê hay tại tôi thiếu sáng mặt đẹp. Tôi con tôi ngoan nhưng vẫn nghèo.
Liệu ơi. Dạ. Dì gửi tiền lương tháng này của em nè. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn gì em. Dạ. Làm công thì nhận lương thôi mà. Nhưng mà chị cũng tạo công ăn việc làm cho tụi em chứ bộ. Chị. Thiếu tiền thưởng tháng này rồi. Trời mấy em á, tháng này đâu có đủ doanh số đâu mà thưởng với thiết. Đâu có. Trời, tháng này tụi em bán dư doanh số hơn 50 triệu mà. Tháng trước 50 triệu, tháng này chị lên 70 triệu mới đạt được mà. Ủa, sao chị lên mà chị không báo gì với tụi em hết? Chị nói rồi, tại con Lan nó không báo với em thôi. Thôi, bây giờ chị đi lấy hàng nha cưng, em ở nhà trong shop nha. Lan. Dạ. Sao chị thanh tăng doanh số mà không nói gì với chị hết vậy? Dạ, em định nói mà em quên. Chị thông cảm nha. Dạ, alo. Dạ, dạ em biết rồi, em qua liền. À, chị Thanh nói em mang hàng qua cho chị. Chị coi shop giùm em nha. Thông đồng với nhau, hồi vô mà ăn hiếp tôi hả? Con này không có dễ ăn hiếp đâu. Lan hả? Em quay vô lại đi. Chị quyết định hôm nay chị nghỉ việc luôn. Em mà không vô coi shop á, không có ai coi shop mất độ đáng chịu. Em nói với chị Thanh á, chị không phục tại vì chị ăn chặn tiền thưởng của chị. Vậy nha. Ăn gian tiền thưởng hả? Ăn gian tiền thưởng của tôi hả? Ăn gian. Shop nghỉ bán rồi chị ơi, giải thể, không ai bán đâu, về đi. Ủa? Bộ anh tính mang qua bây giờ luôn đó hả? Chứ còn chần chờ gì nữa. Tôi muốn giải quyết xong cho mọi chuyện êm xuôi. Nhưng bây giờ nhà bên đó đang lu bu lắm. Qua có tiện không? Mình đem đi trả chứ đâu phải đi xin đâu mà tiện với không tiện. Với lại tôi muốn đưa qua bên đó giải quyết cho nó xong đi. À, để ảnh chỉ đón đời về trong cái niềm vui trọn vẹn. Chứ đừng vì chuyện của tôi mà ảnh chỉ không được vui. Rồi ăn nói sao đây? Rồi sau này tôi còn làm thông gia với người ta nữa. Cái gì chứ thông gia khó lắm mà nghe. Bà Hạ, bà ghê gớm lắm đó. Không hiểu sao, hồi trước bà hiền lành ít nói bao nhiêu á. Từ cái ngày mà thằng đời nó được lên chức á, bà thay đổi hẳn tính nết luôn á. Tôi không ngờ luôn. Ừ, thì cha mẹ nào mà không thương con, cứ động tới quyền lợi của con đi. Cha mẹ nào mà không giống như hổ sổng chuồng vậy. Chị với tôi làm cha làm mẹ rồi, mình thông cảm với bà Hạ đi. Thì tùy ý anh vậy. Thôi mình đi. Ừ. Để tôi xách phụ cái này. Thôi được cho. Rồi, đi. Cuối cùng cũng về nhà. Ôi. Cảm ơn chú dâu hoa vàng nha. Không có gì đâu. Ừ. Nhân định thắng thiên. Cuối cùng cũng đã về đến nhà của mình rồi. Ủa, mà mình trở về trong tâm thế không có cái gì hết mà. Mình trở về đây chỉ muốn ngủ một giấc thật là say để quên đi cái sự đời khốn nạn này thôi mà. Đám cưới nhà ai? Ủa, tới rồi hả? Cảm ơn nha. Thôi vô ngồi đi. Trời ơi, bà má hại chết con rồi.
sao cũng lỡ diễn rồi. Mình sẽ diễn sâu cho chót. Bài học của cô Kim vẫn còn đây. Giả lại làm giám đốc cũng quay chứ bộ. Mà điều đó mình xứng đáng được hưởng. Chơi luôn. Về kìa. Con trai tôi về. Ê, anh đời. Con trai tôi về kìa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Con trai. Đây là con trai của tôi. Vô đây con, vô đây. Từ từ. Cảm ơn. Bà con im lặng để cho con trai tôi phát biểu. Cảm ơn. Dạ, con xin chào các ông, các bà, các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn trẻ. Chào từ những người thân quen cho đến những người xa lạ. Xin chào các em thơ. Xin chào quê hương, đất tổ, bánh tráng của chúng ta. Chú đời vừa đẹp trai nè, vừa giàu có nè. Chú đời muôn năm. Giỏi. Muôn năm. Công nhận ha, mấy lâu nay không gặp anh đời, anh đời bảnh ha. Khuya rồi, một mình thôi nhầm như trước giữ âm lặng. Hey, hey. Ngày tháng đã lao theo mỗi giấc mơ cuộc đời. Thật là bao hay những lần giả dối, lời chê bai hay những chân thành. Tìm niềm vui bên tai sự hào nhoáng, tìm thành công thay cho hạnh phúc mỗi đêm về. Dù mai đây dù có xa hoa vẫn luôn âu sầu loanh quanh. Còn lắm lo toan, dẫu cho mình cũng giống như bao người, cũng vẫn mong.